Alo. Nhiệm vụ hoàn thành rồi nha chị gái. Ok, tôi sẽ chuyển tiền ngay. Nhưng anh nhớ dặn họ là không để cho cô ta có cơ hội được quay về nữa. Người em đang nói là An hả? Em đã đưa An đi đâu? Anh nói gì em không hiểu. Em cần đi thay đồ. Anh. Alo. Hành vi của anh là phạm pháp. Nếu như không muốn vào tù, mau đưa An về đây. Tôi đã giao cô ấy cho bên khác rồi. Người ta đưa cô ấy đi đâu thì tôi không biết. Chị đưa số điện thoại bên kia đây. Tụi này xài sim rác không à. Tôi nhớ biển số xe tụi nó. Để tôi nhắn cho anh. Alo. Không ngờ cô là một con người độc ác như vậy. Tôi không thể nào lấy một người vợ như cô được. Ý anh là sao? Là tôi đây. An bị bắt cóc rồi. Bình tĩnh đi. Tôi biết ba anh có công ty vận tải dự trữ cây xăng. Bây giờ tôi gửi biển số xe qua, nhờ ba anh tìm vị trí chiếc xe đó. Được rồi, được rồi, tôi đến ngay. Anh đi đâu? Tôi được đi. Ngày mai là đám cưới rồi, không được đi. Anh đi. Có thông tin gì chưa vậy? Dạ vẫn chưa ạ. Mọi người phải khẩn trương hơn nữa. Phải điều tra ra xem cái xe nó đang đi đâu vậy. Dạ, có vị trí rồi. Đủ qua tôi liền. Tôi có vị trí chỗ đó rồi. Cẩn thận nữa nha con. Anh gọi là ai hả? Tại sao lại bắt tôi? Mày nhồi quá. Chối nó cho tao. Bỏ tôi ra. Có chuyện gì tao rồi mày? Phải làm sao bây giờ? Tôi không có muốn chết ở đây đâu. Thôi được không nữa. Có gì tụi mình cùng nhau thoát ra khỏi đây chứ. Thoát kiểu gì được. Hôm qua đã có ba người bị đưa đi mổ rồi. Kiểu gì hôm nay cũng tới được mình. Mổ hả? Tụi nó mổ nội tạng của mình đem đi bán đó. Tới giờ chơi xổ số rồi. Hút con vào đâu. Anh ơi, anh ơi, anh tha chị đi. Anh ơi. Tụi bé có biết bắt không? Không chơi người khác là hành vi vi phạm pháp luật không hả? Anh gái, em vô cá tính đó. Nhưng mà anh thích. Thôi thì chưa tới lượt em. Mình đi vui vẻ chút nha. Yeah. Đúng là ở xe này rồi. Khả năng là căn cứ tụi nó cách đây không xa đâu. Bây giờ tôi với anh chia nhau đi tìm. Có thông tin gì thì báo lại cho nhà hay. Được. Thằng đó. Cái này của An. Nè, sao đưa tôi? Thì anh là người yêu của cô ấy. Giữ đi, khi nào gặp thì đưa An. Ước gì tôi có tư cách đó. Nhưng mà tôi chưa thua anh đâu. Sau khi cứu được An, tôi với anh sẽ cạnh tranh công bằng. Xem cô ấy sẽ chọn ai. Ừ. Chia nhau đi tìm. Anh ơi, anh nghe em nói đã. Mà nói đi. Em sẽ phục vụ anh tận tình. Anh nhẹ nhàng với em được không? Chị thấy ngoan không? Con này. Mày làm gì vậy? Hành động của mấy anh là vi phạm luật pháp. Ở đây chỉ có lực gừng thôi, biết không mày hả? Giải họ đi. Mọi người an toàn rồi. Mấy cô cho tôi hỏi, ở đây cô gái nào tên An không? Tôi không có biết. Nhưng mà nãy có một người bị đưa đi mổ, còn một người thì bị đưa đi dở trò đồi bại rồi. Mày cứu bạn gái mà, mày giỏi lắm.
Hôm nay tao sẽ cho hai đứa hồ điệp quy ngương bên nhau trọn đời. Tới lượt mày à. Đâu ra mà đông như vậy hả? Anh đã bị bắt. Đi. Anh Bình. Anh Bình. Anh Bình. Anh Bình. Cô Trang, chúng tôi có lệnh bắt giữ cô vì liên quan đến tội buôn bán người trái phép. Tôi không biết gì hết. Chúng tôi đã có đủ bằng chứng để buộc tội cô. Mời cô theo chúng tôi về đồn. Tôi không làm gì sai cả. Tôi phải gọi luật sư của tôi. Cô Trang, cô có quyền giữ im lặng và gọi luật sư. Chúng tôi sẽ làm đúng theo quy định của nhà nước. Nhưng trước tiên, theo chúng tôi về xử lý vụ việc. Ủa trời ơi, giả đi luôn hả? Lắc liền luôn giờ luôn hả? Anh đã học được rất nhiều điều từ những sai lầm ở trong quá khứ. Và điều duy nhất anh chắc chắn đúng là anh vẫn yêu em rất nhiều. Anh rất mong có được cơ hội sửa sai và quay lại từ đầu với em. Em cho anh cơ hội để làm điều đó được không? Đã nhiều lần anh định bỏ cuộc, nhưng sau khi nghĩ lại, anh chắc chắn được một điều. Nếu anh không cố gắng có được em, sau này anh sẽ hối hận. Hối hận rất nhiều. Anh không muốn em bị áp lực đâu. Nhưng mà anh thề, tất cả những thứ trước giờ anh làm cho em đều do anh cam tâm tình nguyện, và nó xuất phát từ trái tim của anh. An, cho anh cơ hội để làm em hạnh phúc nha. Một người cũ còn thương, một người mới với quá nhiều ân tình. Tôi nên chọn ai đây? Vợ ơi, vợ, vợ. Anh lại muốn dẫn đi bệnh viện nữa hả? Ủa, em đang ngủ hả? Đang ngủ. Làm hết hồn. Cái nết gì đâu á. Ngủ mà lỡ như ăn trộm vô bắt ngủ hay gì. Thì phải như vậy. Anh phải đi giấu em kỹ kỹ chút xíu. Giấu? Chắc ngày mai ở nhà giấu luôn, giữ kỹ luôn á, không đi làm luôn á. Nay giờ nấu cái món ngon không ha? Giỏi vậy. Sao? Tại vì thấy chồng đi làm cực khổ thì ở nhà em cũng phải đảm đang chứ, đúng không? Đúng rồi. Ăn cơm. Em có chuyện muốn nói. Em nói trước đi. Anh nói trước đi. Bắt đầu từ ngày mai anh không được làm trưởng phòng nữa. Sao vậy? Bộ công chuyện của anh áp lực lắm hả? Từ ngày mai chồng của em sẽ làm giám đốc chi nhánh. Anh giỏi quá vợ. Chồng của em mà. Nếu mà chồng em giỏi như vậy thì em cũng có quà tặng cho anh. Có quà tặng cho anh? Đúng rồi. Trời ơi. Ủa? Sao biết trước mà tặng quà? Lừa tôi đúng không? Thì đây cũng là chị em muốn nói với anh mà. Có bất ngờ gì đây? Nói chung á. Trời ơi, không có dụ được tôi đâu. Còn sao trong đây đúng không? Hai con. Hai con? Vậy thôi. Mở đi, không có lừa đâu. Yeah! Tôi sắp được làm cha. Cảm ơn vợ.